Khủng long bảo Chúa giúp đỡ mình nên mình sẽ đến nhà khủng long để cảm ơn mới được. À, mình quên đường nhà của khủng long ở đâu rồi. Mình sẽ hỏi hai bạn này mới được. Hai bạn ơi, hai bạn có biết nhà khủng long ở đâu không? Nhà khủng long bảo Chúa hả cậu? Vâng, đúng rồi. Nhà khủng long đó. Bộ lông của khủng long màu trắng đây. Thế thì cậu phải đi thẳng. Rồi, có cái đường rẽ đây. Cậu hãy rẽ vào bên trái nhé. Dạ, mình cảm ơn hai bạn nhiều. La 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 la. À, khủng long ở đây rồi kìa. Khủng long ơi, cậu có biết tớ là ai nữa không? Có chứ, làm sao mà tớ quên được cậu nhỉ? Mà sao cậu biết nhà tớ hay vậy? Tớ hỏi mọi người ở bên đường đó. Thì ra là vậy. Thế cậu vào nhà tớ ngồi cho mát nào. Cậu đi đường xa chắc mệt rồi. Mà công nhận ngồi ở đây mát thật. Mà tớ đến đây để cảm ơn cậu. Lúc trước cậu giúp tớ đây. Chuyện ấy có gì đâu mà cậu. Mà cậu ăn gì chưa? Để tớ vào làm cho nào. Dạ thôi, tớ ăn rồi. Lúc này tớ đi qua đường tớ ăn rồi. Ui, nhà cậu nuôi nhiều con vật quá đi. Con gì cậu cũng nuôi được. Đúng rồi, tớ nuôi cho vui đấy mà. Tớ ở nhà một mình cô đơn quá. Nuôi mấy con vật này cho vui, nhà vui cửa đấy. Này thì có con bò này, con gà này, con vịt nữa. Dậy thôi các anh em ơi. Tớ đói bụng quá đi. Các cậu ơi, đi kiếm cái gì ăn thôi nào. Đi thôi. Không ngon tí nào. Ta xem thịt hả cơ. Đi kiếm thịt ta ăn nào. Các cậu có nhìn thấy gì không? Thơm quá đi. Ba cái đầu này ta ăn ba con luôn nhỉ? Hay là ăn từng con? Thôi thì ta ăn một con đi. Còn hai con nữa, để lần khác ăn nữa. Bây giờ mà ta ăn chắc là sẽ hết mất. Ha ha. Ta sẽ chọn con gà đầu tiên. Con gì đây? Có một con sâu. Ôi ta sợ quá, ta sợ nó cắn quá. Thôi ta phải đi bắt con gà đây. Ui, tớ nghe tiếng gì ở sau chuồng cậu kia. Cứ nghe tiếng lụp sụp lụp sụp. Cậu có nghe thấy không? Có, để chúng mình ra xem thử nào. À, con rồng ba đầu kia. Ôi cậu ơi, bây giờ chúng mình phải làm sao đây? Mình sợ quá đi. Thôi, chúng mình phải bình tĩnh. Nếu không, con rồng nó sẽ ăn hết các con vật trong chuồng của cậu đây. Ôi, phải làm sao? Ôi, chủ nhân của nó phát hiện rồi. Ta phải bay nhanh đây mới được. À, con rồng thấy chúng mình nên nó đã bỏ chạy rồi kìa. Ôi, may quá, ba con vật của mình không làm sao. Ui, sợ thật đấy. Cảm ơn xe ô tô nhé. Không có cậu, chắc là các con vật của mình không còn ở đây nữa rồi. Không có gì đâu, cậu cũng giúp tớ mà.